Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Các cơ sở hiện đang đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn cung hàng dự trữ, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến thời điểm này, tại các địa phương, hàng hóa đã được các doanh nghiệp đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Lượng hàng tăng hơn so với thời điểm năm trước từ 10 đến 15%, chủng loại đa dạng, phong phú, người tiêu dùng đã lựa chọn hàng Việt nhiều hơn. Là thương hiệu nội thất Việt được công nhận là thương hiệu quốc gia, đã có kinh nghiệm hơn 35 năm sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nội thất từ trong nhà đến ngoài trời như bàn ghế inox, nhựa, bàn ghế cà phê, bàn ghế văn phòng, gia đình, tủ nhựa. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc đã đưa ra thị trường hơn 1,5 triệu sản phẩm với mẫu mã đa dạng phong phú, có chất lượng cao nhưng giá thành không tăng. Nếu như trước đây, hàng nội thất ngoại chiếm ưu thế, thì nay hàng Việt đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Người tiêu dùng dần tin tưởng và ưu tiên chọn mua các sản phẩm nội ngoại thất có xuất xứ trong nước. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp nội địa này đã có sự đầu tư bài bản, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tương đồng, thậm chí trội hơn hàng ngoại, mẫu mã cũng rất đa dạng, giá thành cạnh tranh để người tiêu dùng lựa chọn. Việt Nam chúng ta cũng khá là lạc quan khi đã kiểm soát, cơ bản kiểm soát được cái dịch bệnh. Và cái nhu cầu của người tiêu dùng Tết cũng đã được tăng lên rất là rõ rệt. Bằng kinh nghiệm 35 năm trong ngành nội ngoại thất cũng như là nhiều năm phục vụ cái thị trường Tết về các cái sản phẩm nội ngoại thất cho người tiêu dùng Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng và chúng là rất là lạc quan và tự tin khi đặt kế hoạch tăng trưởng hai con số. Và cái lực lượng xe 150 xe đang vận hành để mà đưa các sản phẩm đến tất cả cửa hàng cửa đại lý các khu vực vùng sâu vùng xa để mà phục vụ nhanh nhất, tốt nhất cái nhu cầu người tiêu dùng. Nằm trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, năm nay công ty cổ phần chế biến nông sản Bảo Minh, đơn vị chuyên về cung cấp các loại gạo và nông sản đặc sản vùng miền, đã có kế hoạch đưa ra thị trường trên 1.000 tấn gạo đặc sản, gần 200 tấn bánh mứt kẹo, hoa quả các loại thông qua hệ thống điểm bán hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên toàn quốc. Doanh nghiệp này là đối tác lâu năm của các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước như Metro, Bixi, Copmart, Lotte và Aeon. Chúng tôi đã sẵn sàng 4.000 điểm bán với những cái ụ đảo rất nhiều của Thăng Long là tinh hoa nông sản thế giới hội tụ. Đúng như mục tiêu đấy, đáp ứng cho người tiêu dùng cả trong nước và cả quốc tế sẽ an tâm mua sắm với nguồn gốc xuất xứ chuẩn và chất lượng tốt nhất trên kệ hàng, và sự hỗ trợ về bán hàng của trung tâm thương mại. Và cái việc mà doanh số bán hàng hiện giờ cũng đang rất là tăng, thì đây là một dấu hiệu rất là đáng mừng để cho bà con có một cái Tết làm sao mà thời kỳ Covid nhưng mà rất là chất lượng, rất là ngon, nhưng mà cũng rất là giá cả rất là hợp lý. Chúng tôi cũng cung cấp lại tất cả hệ thống trung tâm thương mại, và từ trung tâm thương mại thì có rất nhiều ưu đãi kèm theo các sản phẩm. Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, năm nay thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa tăng trưởng kinh tế, nguồn cung hàng hóa được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Cùng với việc triển khai nhiều chương trình phục vụ Tết, các chương trình xúc tiến thương mại cuối năm của các doanh nghiệp, hàng hóa phục vụ Tết sẽ đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân bởi nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú và hệ thống phân phối phủ rộng. Dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán năm nay sẽ không tăng giá đột biến.